Chào mừng em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và ở video lần này em lại tiếp tục giới thiệu đến đây một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex. Thì đây là một chiếc đã qua sử dụng với một cái date rất là mới và độ mới cũng còn cực kỳ cao. Xin mời anh em cùng theo dõi đầy đủ phụ kiện ha, hộp trong hộp ngoài đầy đủ hết. Wow, cực kỳ đẹp. Rồi mình sẽ đi nhanh qua cái phần phụ kiện đi kèm một chút. Ở đây chúng ta sẽ có này tính sao đi, một cuốn sách date lớn ha, cuốn sách dành riêng cho dòng date. Tại vì như anh em cũng biết là Rolex họ có rất là nhiều dòng khác nhau và mỗi dòng sản phẩm sẽ có một cuốn sách lớn như thế này dành riêng cho mỗi dòng. Và đây là cuốn sách dành riêng cho dòng Datejust. Thứ hai, chúng ta sẽ có một cuốn sách của White Service và sách này sẽ được dùng chung cho tất cả các dòng. Ở đây là cái gì đây? Một cái thẻ của Rolex Service Center. Này bỏ qua. Một cái ví đựng thẻ ha, với cái gam màu xanh rất là quen thuộc của hãng. Và cuối cùng sẽ là một cái thẻ bảo hành chính hãng toàn cầu của Rolex. Thì đây là mẫu thẻ mới nhất đến từ Rolex anh em nhé. Ở trên thẻ này sẽ có tích hợp chip NFC. Nếu anh em nào sử dụng điện thoại thông minh có thể để cái phần thẻ này phía sau điện thoại ngay camera đó. Thì ở mặt trước, ở màn hình sẽ tự động dẫn tới đường link của trang chủ Rolex. Thì đây là một cái đặc điểm để anh em tham khảo thêm chơi cho vui thôi. Chứ đừng dùng nó để phân biệt với thẻ thật và thẻ giả. Tại vì thẻ giả họ hoàn toàn có thể làm được điều này một cách rất là dễ dàng. Ở mặt sau chúng ta sẽ có thêm một số thông tin, mã sản phẩm đầy đủ sẽ là 126233 ha, số serial number đây, số này sẽ trùng với cái góc 6 giờ, phần trong niên chạy chữ, lát mình sẽ cùng anh em đối chiếu. Ngày mua sẽ là ngày 16 tháng 9 năm 2020, và với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm của Rolex thì chiếc này sẽ được bảo hành cho tới tháng 9 năm 2025. Hiện tại chỉ mới là tháng 1 năm 2022 mà thôi, một cái date cực kỳ xa. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái tách nhựa Rolex at Eisenhower Spotlighted, dòng chữ Rolex chạy phía trong nhé. Rồi, và cuối cùng sẽ là một cái tách nhựa màu trắng. Thì cái này chỉ là thêm thôi, không phải chiếc Rolex nào cũng có cái phần tách nhựa này. Mã sản phẩm đầy đủ sẽ là 126-23-0023. Nếu anh em nào muốn tìm hiểu thông tin chiếc này trên Google, mình có thể search đúng cái mã này giúp em, thêm một cái đuôi 0023 nữa nó sẽ ra đúng mã này. Còn nếu anh em chỉ search là 126-23 thì nó ra rất là nhiều cái mẫu sản phẩm khác nhau. Số serial number em nhé, giống số trên thẻ lúc nãy và sẽ giống cái phần niền trong nữa. Rồi bỏ qua luôn và mình sẽ đi đến với nhân vật chính mày muốn giới thiệu đối với em hôm nay, một chiếc Rolex Datejust mặt khảm ngọc trai, khảm xà cừ và vân xà cừ cực kỳ nổi luôn. Em sẽ tháo cái phần siêu bọc chỗ này ra để anh em dễ theo dõi. Rồi, đây là chiếc Rolex Datejust. Và với thiết kế dòng Datejust thì anh em cũng rất là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có một cái niền khí hoặc gọi là niền băm ở phía ngoài như thế này. Và với mã sản phẩm là 233 thì chúng ta sẽ có chất liệu sẽ là vàng 18K màu yellow gold. Nó sẽ đồng bộ với ba chỉ giữa của bộ dây nè, với cái phần nấm đi kèm nè, và bộ kim nữa anh em nhé. Đây, nó sẽ rất là đồng bộ màu với nhau. Và cái niền này cực kỳ đẹp, anh em thấy ánh sáng nó đang chạy trên cái niền không? Rất là nổi bật. Nổi bật hơn hết trên chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ có một cái mặt khảm ngọc trai hay gọi là mặt xà cừ. Và vân trên chiếc xà cừ này cực kỳ nổi đây, vân nổi chằng chịt luôn, mù mịt. Mặt xà cừ thì anh em nào chơi đồng hồ thì cũng biết, không có hai cái mặt xà cừ hoàn toàn giống nhau 100% đâu. Mỗi mặt xà cừ là sẽ mỗi khác nhau. Nếu may mắn anh em có sẽ mua được những chiếc mặt xà cừ có cái vân nổi như thế này. Vân nổi như thế này em đánh giá là vân rất là đẹp. Còn không thì sẽ có những chiếc có cái vân xà cừ ít nổi hơn. Chiếc nổi như thế này thì anh em nên nhanh tay, tại vì rất là hiếm và rất là khó có dịp mua được. Vân quá đẹp. Ở góc 12 giờ sẽ là logo vương miện của hãng. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Rolex Alter Perpetual dòng Datejust. Góc 6 giờ sẽ là chuẩn siêu chính xác Spotlighted của hãng, nghĩa là một ngày chỉ sai khoảng cộng trừ 2 giây mỗi ngày mà thôi. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Swiss Made anh em nhé. Và ở giữa thì có thêm một cái logo hình vương miện của hãng nữa, thể hiện đây là version Mark 2, version mới nhất đến từ Rolex và họ sử dụng bộ máy mới 3-2-3 năm trên chiếc đồng hồ này. Ở góc 3 giờ sẽ là một cái ô lịch rất là quen thuộc rồi. Và anh em nào để ý, đối với những cái chiếc đồng hồ Rolex có cái mặt khảm ngọc trai như thế này thì cái phần ô lịch chúng ta sẽ có một cái viền vàng ở xuống ở ngoài. Còn những chiếc Rolex mà cái mặt tia hoặc là mặt vi tính này nọ thì sẽ không có cái phần viền ở phía ngoài như thế này, anh em lưu ý. 10 vị trí cọc số còn lại sẽ là 10 viên kim cương tự nhiên được đặt ở trên những chân đế, cũng được làm bằng vàng 18K màu yellow gold, rất là sang trọng.
rất là nổi bật trên cái nền đeo này. Đây là một trong những mẫu đẹp nhất dòng Datejust của Rolex. Quá đẹp. Và phần niềng như em nói lúc nãy, chúng ta sẽ có niềng chạy chữ với rất là nhiều chữ Rolex được chạy ở niềng. Góc 12 giờ sẽ có thêm một cái logo hình vương miện nữa. Và như em nói, góc 6 giờ chúng ta sẽ có số serial number được chạy phía trong như thế này, và nó sẽ trùng với cái số serial number trên thẻ. Anh em đọc theo mình nha. 729U83X8. Rồi xem lại trên thẻ nào. 729U83X8 hoàn toàn chính xác anh em nhé. Thêm trên tab thử nè. 729U83X8 hoàn toàn trùng khớp. Rất là yên tâm luôn. Chiếc này chủ yếu là ngắm cái vân mặt là đã thấy quá đẹp rồi. Về phần thân, chúng ta sẽ có một cái thân được làm bằng thép không gỉ 904L và được đánh bóng toàn bộ như thế này. Núm của chúng ta sẽ là núm vặn ren, được làm bằng vàng 18K, có logo chạm nổi ở đầu. Bộ dây đi kèm sẽ là dây Jubilee 5 chỉ với 3 chỉ giữa được làm bằng vàng 18K màu vàng chanh, được đánh bóng, 2 chỉ ngoài được làm bằng thép không gỉ và được đánh phay xước. Một cảm giác rất là hài hòa và thanh lịch. Vì đây là một mẫu mới cho nên chúng ta sẽ có một cái khóa bảng to đi kèm như thế này. Vẫn còn siêu ở mặt trong của khóa với một số thông tin kèm theo. Phần ngoài chúng ta sẽ có vài vết xước ở đây khó tránh khỏi. Tại vì anh em cũng biết đeo lên tay thì cái phần khóa này nó sẽ nằm ở phần dưới cổ tay như thế này. Và nếu anh em nào hay ngồi gõ máy tính hoặc là ký tá giấy tờ, nó sẽ va quẹt vào và để lại những cái vết xước lông mèo khó tránh khỏi như thế này. Hoàn toàn không thể tránh được những cái vết này. Tại vì vàng anh em cũng biết là nó có yếu tố vật lý là nó sẽ mềm hơn thép rất là nhiều. Nhưng mà thép, mặc dù là nếu là thép đánh bóng như thế này vẫn bị trầy bình thường, huống chi là vàng. Tuy nhiên về tổng thể vẫn còn rất là đẹp, không có một cái vết cấn nào cả. Đáy chúng ta vẫn sẽ là đáy kính thôi, với cái phần giữa được đánh phay xước. Ở ngoài chúng ta được đánh bóng như thế này, đáy vặn ren. Bộ máy sử dụng sẽ là máy 3235 với 70 giờ tích cóp, nâng cấp hơn rất là nhiều so với bộ máy 3135 cũ. Và thêm một vài sự nâng cấp về khả năng chống sốc, chống từ các kiểu nữa. Tuy nhiên, cái điểm anh em phát hiện ra ngay đó là cái khả năng trữ cóp nó lên rất là nhiều. Đây là một cái cải tiến rất là đáng kể của hãng. Còn các thông số khác, ví dụ như là 31 chân kính và tần số dao động thì vẫn chỉ là 28.800, không có một sự thay đổi nào cả. Bộ máy mới, thiết kế cực kỳ đẹp và hơn hết là vân mây quá nổi. Thì chiếc này bên em đang giao lưu hơn 380 triệu một chút. Nếu anh em nào quan tâm có thể liên hệ thông tin dưới phần mô tả hoặc là số điện thoại đang hiển thị ở trên video đây. Anh em có thể add Zalo của hội và anh em mình sẽ cùng nhau trao đổi thêm về chiếc đồng hồ này, hoặc là tìm cho anh em một chiếc đồng hồ khác nó phù hợp với cái sở thích và yêu cầu của anh em. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em những video lần sau của hội.